Và kính thưa quý vị, tiếp đến nữa là một bản tin liên quan đến việc là Tòa Bạch Ốc đang xem xét việc giới hạn thu nhập về việc xóa nợ cho sinh viên, nhưng lại chưa có nghiên cứu xem nó tác động đến tình trạng lạm phát như thế nào. Ngày hôm nay, trong một cuộc trả lời phỏng vấn với lại giới báo chí, trong một cuộc họp báo thường ngày ở tại Tòa Bạch Ốc, bà Jen Psaki khi được hỏi liệu rằng là Tòa Bạch Ốc có đang nhắm đến giới hạn một cái mức thu nhập để sẵn sàng có thể xóa nợ cho sinh viên. Mỗi sinh viên có thể được xóa nợ lên đến 100.000 đô la nợ tiền học sau khi mà họ đã đi làm và bắt đầu phải trả nợ cái khoản nợ này. Thì bây giờ đây bà nói là có thể là sẽ có một sự xem xét thu nhập có thể là khoảng chừng 150.000 đô la cho đến khoảng 125.000 cho đến 150.000 đô la cho những người khai thuế cá nhân và khoảng từ 250.000 đô la cho đến 300.000 đô la đối với lại một cặp vợ chồng khai thuế chung. Thì như vậy là nếu như mà ở trong cái mức thu nhập đó thì có thể là sẽ bắt đầu là được dưới cái mức thu nhập như vậy thì có thể bắt đầu được giảm và xóa tiền nợ lên đến 100.000 đô la cho mỗi sinh viên. Ở đây là một cái khoản xóa nợ rất lớn và chắc chắn là sinh viên sẽ vô cùng vui mừng và những sinh viên mà phải gọi là đã làm việc và đã nai lưng ra để trả nợ cho xong sau khi mình đã làm việc thì chắc chắn sẽ rất là buồn vì nó không hiểu tại sao mình lại không được xóa phải trả tiền nợ học rất nhiều trong khi bây giờ những người khác lại có cơ hội được xóa. Nhưng mà anyway, tất cả trong cái giai đoạn nào đó thì cũng phải có những cái chuyện xảy ra của nó không quý vị? Và bây giờ sinh viên đang có cơ hội được xóa nợ lên đến 100.000 đô la. Nhưng mà sẽ dĩ nhiên sẽ có những cái giới hạn về mặt thu nhập mà giống như Mỹ Linh vừa mới nói là khoảng 125.000 đô la cho đến 130.000 đô la cho một người khai thuế hoặc là tới 250.000 đô la cho đến 300.000 đô la cho một cặp vợ chồng. Nhưng mà con số này sẽ dừng ở điểm nào thì chưa có verify được và sẽ có một cái bản tin khác để mà chắc chắn tại vì bây giờ họ vẫn đang còn xem xét. Tuy nhiên, bà Jansaki khi được hỏi liệu rằng đã xem xét đến cái việc ảnh hưởng đến lạm phát như thế nào thì bà nói rằng chưa, tôi chưa có bất kỳ một cái nghiên cứu nào cũng như là một cái bản tin về nội bộ nào cho thấy có một sự phân tích vào thời điểm này để mà xem xét về tình trạng lạm phát cho nên tôi chưa thể trả lời câu hỏi của bạn trong lúc này được. Và dĩ nhiên khi mà chúng ta đang đối diện với tình trạng lạm phát cao nhất trong vòng 40 năm qua thì việc xóa nợ cho sinh viên sẽ ảnh hưởng rất nhiều và cho nên bây giờ đây phải suy nghĩ rằng là tình trạng lạm phát sẽ như thế nào nếu như mỗi sinh viên được xóa nợ lên đến cả 100.000 đô la như vậy.